còn không thì cái đại mình có sóng cỏ C4 cách đây 3 năm. Còn không phải dễ đại thì L4 hay là 5F1 một người mấy hay gì đó. Nó tay mút như với nó đau nó đang đây mà chạy xuống như mà chân tay chân. Rồi hiện nay bây giờ khó chịu nhất là cái gì? Khó chịu là đứng lâu quá, đứng lâu là bắt đầu đau nhức bên bên đây. Rồi hiện giờ là ok, nó vấn đề tê tay có gì vậy? Tê tay. Rồi giờ đứng dậy đi. Rồi chị quay cái tay này ra sao đi coi nó được bao nhiêu. Coi là đây đó. Cái tay đây mổ là thằng đây nó không lên cao được. Mổ gì? Mổ bố hồi nãy nói không thua, hồi nãy tổng năm. À là nó bị ảnh hưởng luôn. Không phải ảnh hưởng mà do mình nạo hạt đó. Nạo hạt đó. Ok, được rồi. À, vậy hả? Ok, là lý do mất cái cơ đó. À, rồi tao được ngồi đây. À, cái vấn đề mà cái ung thư vú của chị á là ổn định này bao nhiêu lâu rồi? 5-6 năm rồi. 6 năm rồi. Lúc họ bây giờ là 6 năm. Bây giờ chị biết được cái phương pháp này rồi đó. Nè, thì tôi có một cái vài lời tư vấn cho chị ha. Tức là mình có cái may mắn có cái duyên để gặp nhau, và cái phương pháp của mình phải nói là nó rất là phù hợp cho cái việc mà của chị hiện nay ha. Thứ nhất là cái ung thư mình mổ 6 năm rồi mà nó ổn định vậy, đó là điều đáng mừng ha. Nhưng mà trong cái nguyên tắc của cái ung thư là khi mà người ta nghiên cứu thấy là khi thân nhiệt của con người ta dưới 36 độ C thường thường cái triệu ung thư bị rất là nhiều. Do đó mình có cái may mắn là đây mình có cặp đá diệu kỳ. Thì cặp đá diệu kỳ á, mình sẽ làm gì? Mình sẽ chờ. Và như vậy là chị cố gắng nghe lời tôi ha, là chị mua cho tôi phải ít nhất là 2 cặp đá. Một cặp đá chị chờ ở gan, một cặp đá chị chờ ở ngực ha. Rồi thỉnh thoảng chị đổi ra cái cổ gáy chị chờ. Và chị chịu khó chị chờ như vậy á, là suốt cả cuộc đời để không bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó lại nữa. Chị hiểu tôi nói không? Tại vì á, khi mà nhiệt độ thân nhiệt mình tăng lên đó, điều đặn như vậy, tại vì khi mình chườm đá thân nhiệt nó sẽ lưu trữ trong nhiệt độ tăng đó trong vòng 6 giờ đồng hồ, thì trong 6 giờ đồng hồ đó nó điều chỉnh hết rồi cái hệ thống cơ thể của mình, làm cho ung thư không có điều kiện phát tác nữa. À, cũng như những người mà bị tai biến rồi hoặc chưa tai biến mà có dấu hiệu của huyết áp cao á, thì khi mình áp dụng chườm đá như vậy thì giống như mỗi ngày ngủ nhiên ăn cung mua hoàng quần vậy. Do đó ta không tốn tiền thuốc nhưng mà cái tai biến không bao giờ đến với mình. Thấy chưa? Rồi cộng với một cái gì, một cộng một cái nữa là cực kỳ quan trọng, đó là chị, khi mà chị đi tập buổi sáng á, dạo bước buổi sáng đều có hút không khí, và khi hút không khí á, thì nó sẽ giúp cho chị gì chị biết không? Tức là đưa cái oxy vô, và oxy vô mà nhiều chừng nào thì cái lợi của cơ thể mình nhiều chừng ấy. Tại vì tế bào ung thư nó phát tác chỉ một cái điều duy nhất thôi, tức là cái phần oxy thiếu trong các tế bào. Nhưng mà phương pháp mà hút không khí của mình á, là giúp cho cơ thể mình luôn luôn có một cái lượng oxy đầy đủ và đẩy ra được cái khí carbonic. Thành ra là trong lành từ cái nhiệt độ, điều chỉnh từ cái lượng pH trong cái cơ thể mình thì không có cái bệnh gì mà nó đến với mình được hết. Đồng ý không? Tôi nói gì nghe được hết không? Rồi hôm nay chị có chườm đá không? Đầy đủ hết. Rồi có nhìn ăn buổi sáng không? Đầy đủ ra rồi, đứng dậy. Hồi nãy giờ cũng như là hơi là lo lắng cái chuyện ha. Sợ hay sao? Hồi hộp chuyện gì? Tại vì nó ít lên đám đông, giữa đám đông. À vậy hả? Thì giờ lên rồi, giờ lỡ rồi. Nên được lên rồi. Nên mừng không? Mừng, ở nhà coi mạng mà thấy thầy hay quá, mong gặp thầy. Nhà ở đâu vậy? Ở Khánh Hòa, Nha Trang. À, Khánh Hòa, Nha Trang, quay vô đây đi. Đó, vậy đó. Vậy là gặp nay là có duyên rồi, đúng không? Rồi, hồi đó về nhà làm nghề gì? Trước kia đi dạy xong rồi, nhỏ xong rồi có thời gian chơi đàn viên không? À, giỏi vậy. À, tức là cô giáo ha. Rồi, tới này.
Rồi, nằm xuống đây. Mình chỉ nằm xuống thì chỉ cứ nằm xuống đi rồi mình sẽ nâng lên đó vậy đó. Rồi chỉ nâng lên chút xíu qua là nên. Rồi nâng cái cổ lên. Ok. Rồi tiền bạc để đâu? Nghe đã quá nha. Đây, cứ nằm yên vậy đi. Rồi nhấc mông lên đây lấy xích này. Rồi quay mặt qua tôi nè. Chích lên chút. Ok. Ồ, đụng vô nghe rùm rùm rồi. Rồi ngồi về đi. Rồi rồi ra đây. Rồi xịt đi cái này nè. Rồi rồi xịt bằng lại. Nắm chặt cái này. Nắm chặt. Có gì đâu. Mềm lại. Em lại. Ô. Kêu hết từ đó xuống ngõ hết luôn. Rồi đứng dậy đi. Rồi cử động rồi nghe dễ chịu chưa? Nhẹ nhàng lắm. Nghe nhẹ nhàng ha. Rồi bây giờ cái tay này dơ ra anh đưa về dơ lại thử coi. Có thấy khá hơn không? Cứ. Nhưng mà mọi người có thấy khác không? Không chứ. Con này không nhìn ra chứ, nãy là nó chỉ có nằm dưới đây thôi. Nè. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.